Xin chào mừng quý vị đang đến với vòng thứ nhất của giác quan thứ 6 được mang tên ấn tượng đầu tiên. Và với sự thống nhất của hai thành viên Cudi và Tico, họ lựa chọn ô số 5 sẽ là ô may mắn. Nhưng bây giờ chúng tôi đang rất mong muốn lắng nghe được giọng nói của từng nhân vật bí ẩn. Xin mời nhân vật số 1. Xin chào mọi người, mình là Thiên Ân. Phương châm sống của mình là hãy luôn yêu thương và sống hết mình để không phải nuối tiếc về những ngày sau. Mình rất vui vì hôm nay được tới đây gặp gỡ và giao lưu với mọi người. Và mình sẽ rất hạnh phúc nếu mọi người đoán được mình là ai nha. Thật quá, cảm ơn bạn. Đây là một người nói giọng miền Nam với một chất giọng nhẹ nhàng vừa phải. Bên cạnh đó là một cái tư duy sống mặc dù còn trẻ nhưng khá là sâu sắc. Làm công việc gì mà khiến cho tâm hồn anh ấy sâu sắc đến như vậy? Nhiều khi ảnh là người viết chuyện hay là viết thơ vậy đó anh nhở. Cái kiểu nói như vậy á, em cảm thấy có máu nghệ sĩ. Đúng rồi, có máu nghệ sĩ. Còn ban bình luận? Em thì em đoán anh này là ca sĩ. Có thể là hát dân ca hay là gì đó. Hữu Tính, nhìn kỹ dữ vậy. Sao anh? Chưa ra luôn. Chưa ra luôn. Thôi bây giờ chúng ta đến với lời chào đến từ chàng trai số 2, xin mời bạn. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Nguyễn Hồng Hậu. Tôi luôn yêu thích âm nhạc. Tôi có thể dành nhiều thời gian ra chỉ để nghe nhạc quê hương mà mình thích. Mọi người cứ chê sở thích của tôi, nhưng đối với tôi, sống chậm là để ngẫm cuộc sống lại. Mọi người hãy đón xem tôi là ai nhé. Cảm ơn bạn. Sống chậm để ngẫm lại, hay quá. Em nghĩ chắc anh này chắc là phải một dancer trong một vũ đoàn mà nhảy dân cao đó. Tại vì em thấy anh nói mà anh thấy cái đầu anh thấy hợp lý. Nhiều khi anh mỏi cổ á cưng. Vậy hả? Vậy hả? Hay là một cái thói quen nào đó. Dạ, xin chào nhân vật số 3, mời chú. Xin chào mọi người, tôi tên là Đinh Tá. Tôi có sở thích của tôi là đi du lịch. Tôi muốn được đi đây, đi đó cùng với gia đình. Và đây là vợ của tôi. Xin mọi người đón xem tôi là ai. Dạ, vậy thôi mời cô giới thiệu luôn đi ạ. Nguyên cặp cho đủ. Xin chào mọi người, tôi tên là Lâm Anh Đào. Tôi đang có một cuộc sống rất là giản dị, nhưng để ấp những tiếng cười. Hạnh phúc mỗi ngày của tôi là được ăn cơm cùng con cháu, được quây quần trò chuyện để nghe những câu chuyện hàng ngày của chúng. Tôi hy vọng mỗi người chúng ta luôn đều có được những hạnh phúc thật giản đơn trong cuộc sống này, đúng không ông? Ngưỡng mộ quá. Mọi người hãy đón xem tôi là ai nhé. Dạ. Trời, thích quá, thích cặp này quá. Hèn chi đứng vị trí trung tâm là đúng rồi. Giọng cô cực hay luôn á. Cũng là trai tài gái sắc. Còn anh chàng số 5 ạ, xin mời bạn. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Ngọc Tân. Mình hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình là một người khá ít nói cho nên mình cũng không có nhiều bạn bè cho lắm. Mình thích nấu nướng và chăm sóc thú cưng. Mọi người hãy cùng nhau đoán xem mình là ai. Cảm ơn bạn. Bác sĩ Thu Huy. Bác chứng gì thưa bác sĩ Thu Huy? Tại chăm sóc thú cưng. Nhưng mà nếu mà yêu động vật thì phải có một cái thái độ cởi mở hơn chứ. Còn em dạng này giống như cool boy vậy. Anh giận gì á? Không em ơi, nhiều người giống như này, nhiều người ta thương động vật nhưng mà người ta sẽ không ghét con người hả? Cũng thấy anh, người ta chỉ chơi với động vật thôi, người ta không thích chơi tiếp xúc những người ngoài tại vì người ta không chia sẻ được cái tình cảm yêu thương của ta. Wow, phải đồng cảm và tìm hiểu kỹ anh này nha, những người nội tâm là khó khai thác lắm đó. Dạ, xin mời anh chàng số 6. Xin chào mọi người, tôi là Văn Trung. Tôi rất yêu sự nhộn nhịp của thành phố mang tên Bác và cũng như nụ cười duyên dáng của Lê Lộc. Sao vậy? Nếu mọi người có đi ngang thành phố thì cũng mong mọi người sẽ yêu quý thành phố này giống như tôi. Và mời các bạn hãy đón xem tôi lại nhé. Trời ơi, Lộc ơi. Cái anh này anh đến đây không phải là để ra người ta đón nghề của anh đâu. Để bùng thính hay gì? Đúng rồi, anh đến đây cô Lộc. Thật sự là đến đi cô Lộc hay Lộc à? Dạ. Em rước về sớm cho anh được không? Dạ. Gọi được người. Số nào cũng vậy, Lê Lộc luôn là mục tiêu của các chàng trai. Đúng rồi. Nào, bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn nè. Với sự lựa chọn là ô số 5. Chưa biết số tiền là gì, nhưng mà bây giờ chúng ta biết được từ khóa nha. Từ khóa đầu tiên phù hợp với một trong sáu nhân vật bí ẩn này là căng à. Diễn viên. Tưởng dễ mà khó. Tuy khó mà dễ. Bởi vì sao? Diễn viên là một ngành nghề đồng nghiệp của chúng ta rồi, gần gũi của chúng ta quá rồi. Số 3 hoặc số 4. Tại vì trong 6 người chơi đây thì hai cô chú là người lớn tuổi nhất. Mà để cô chú đứng lâu quá mỏi, phải mở từ khóa đó và chọn cô chú đó trước. Ủa thì liên quan gì đó sức khỏe của cô chú thôi chứ. Thì cô chú được về sớm. Nếu bây giờ em nghĩ là hai cô chú là không phải rồi đó. Em là loại hai cô chú đầu tiên. Còn đúng rồi thì còn không. Nếu mà một người là diễn viên thì một người lại thường sẽ là thí dụ
họa múa. Sĩ hoặc là cái gì đó liên quan nghệ thuật anh nhỉ? Đúng rồi đó. Em là một người đi quay, em rất là để ý từng người và em nhớ mặt rất nhiều diễn viên. À, những cô chú diễn viên. Anh nhớ hết cả cái bức này sao? Lê Lộc mới nhớ dữ. Anh nhớ rồi. Luôn tất cả các cô chú mà đóng diễn viên quần chúng luôn. Anh luôn. Nhớ hết tất anh cả nhớ, cô chú nhớ luôn. Nhớ tên không? Không nhớ tên. Không nhớ mặt rồi được. Nhớ mặt. Bạn nhìn xem ai trong số người này là quen thuộc với mình ở phim trường nhất? Em nghĩ là một là số 1 hay là số 6. Giữa hai cái số đó. Tôi rất thiện cảm với anh chàng số 6 á. Em cũng thấy anh số 6 đẹp trai. Thì em nghĩ là có thể là ngoại hình đó là một diễn viên. Ừ. Cô đi. Dạ. Linh cảm của bạn. Linh cảm của em là bây giờ em đang rối tung quá. Tại vì em không đoán được hết luôn á. Ủa tại sao á? Em hồi em có khả năng hết lại cảm thấy là nhìn chú số 3 cũng quen. Không biết là em đã xem kênh TV hay là truyền hình nào chưa. Cũng có thể. Mình lưu ý đến 3 đặc quyền của chương trình. Một là loại trừ 50%, hai là ngôi sao may mắn, và ba là hỏi nhanh đáp nhanh. Các bạn lựa chọn đi, ngay từ vòng này phải sử dụng đi. Anh nghĩ là 3 vòng đầu là 3 cái đó mình xài hết đi. Ok. Chứ qua giờ thứ 4 không xài cái lắm. Chắc tụi em xài cái quyền ưu tiên là loại trừ. Dạ, xin mời phim trường giúp cho chúng tôi để lại 3 nhân vật bí ẩn sẽ là diễn viên. Oh. Wow. Như vậy còn Hà, 3 vị trí đó chính là số 2, số 4 và số 6. Bây giờ em bị vân vân số 6 với số 2. Số 4 của tôi cũng có đây nha. Rõ ràng Lê Lộc cũng có một cái tia gì đó về giác quan của người phụ nữ. Mà nói về giác quan thì đừng qua mặt được phụ nữ nha. Em thì nghĩ cô số 4 sẽ không phải là diễn viên. Tại vì cái giọng nói, cái đại tự cô rất là ngọt ngào. Em nghĩ cô sẽ là một ca sĩ. Đúng rồi, hát. Cũng có thể. Như là như cô ấy là một diễn viên quần chúng bình thường, không cần thoại nhiều, thì chỉ cần ngoại hình xinh đẹp như vậy là đủ rồi. Đó, diễn viên. Bây giờ em bị lấn cấn anh số 2 nha. Hơi căng anh số 2. Đúng. Nha. Mình lựa cho đã số 4, số 6, lát nữa sổ ra số 2. Cười hoài luôn. Nên nhớ là diễn viên thì ít nhất cũng cần phải có ngoại hình. Không, tùy theo. Em à, diễn viên có diễn viên đẹp và diễn viên hề. Đúng rồi. Thì nói chung là ở trên đây có một diễn viên thôi, thì cũng chọn một diễn viên nào đó cho nó đẹp tương tất xíu. Đúng hả? Rồi. Dạ. Nhưng mà số 6 chưa chắc là diễn viên. Đúng rồi, em nghĩ là chương trình không để cho mình nhận đoán dễ đâu. Cậu tính nè, đơn giản hóa vấn đề đi. Số 2. Mình đã từng phức tạp hóa vấn đề rồi sai lầm đó. Em với cô đi chắc là chọn số 6. Chốt chưa? Đã chốt. Như vậy là cô đi và Tico lựa chọn chàng trai ở vị trí số 6 là diễn viên. Và bây giờ sẽ là phần tiết lộ kết quả. Số 6 có phải là diễn viên hay không? Xin mời. Diễn viên đó chính là thấy chưa? Số 4. Thấy chưa? Oh my god. Cái gì ơi? Quý cô số 4 mới là diễn viên. Tức ghê luôn. Không phải số 6. Vẫn không có linh cảm đó mạnh đối với cô ha. Bây giờ nè, thí dụ số 5 nó hiện lên 25 triệu nó mới làm một cái nút trì nặng nề nè. Số 5 ơi, lộ diện số tiền đi nào. Đừng. Trời 10 triệu. Không giữa. Cũng sao hết. Cũng được. Mình còn 15 triệu. Mình còn 25 triệu. Ok. 15, 25. Vẫn còn. Không giữa. Không giữa. Không sao hết. Không sao hết. Dạ. Xin chào quý cô số 4. Xin mời cô nàng bước xuống trung tâm sân khấu. Dạ. Xin mời cô giới thiệu đôi nét về tên tuổi của mình ạ. Tôi tên là Lâm Anh Đào. Mình đi vào cái công việc này thì cũng được 7 năm rồi. 7 năm. Đó là một sự rất là tình cờ. Trước đó thì mình là một kế toán của công ty du lịch. Nhưng mà vì một cái trường hợp như là mẹ mình mất á, cái mình buồn quá, có một người bạn giới thiệu mình đi vào công việc này thì mình thấy nó cũng vui. Lúc đầu thì mình chỉ đi những cái vai quần chúng thôi. Nhưng mà sau đó thì cần mình lọt vào mắt của đạo diễn. Thì là đạo diễn chọn mình có những cái vai. Rồi sau đó những cái em nhỏ nhỏ trong công ty ấy, thì thấy mình có khả năng. Cho nên giới thiệu mình đi vào những cái công ty quảng cáo. Và hiện tại thì mình đóng rất là nhiều quảng cáo. Rất thích được gặp những bạn trẻ trong cái giới showbiz này. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cô Anh Đào ơi, như vậy thì cô hoạt động trong nghệ thuật như vậy có ảnh hưởng đến công việc của cô hay là về việc chăm sóc gia đình không ạ? Không.
Bởi vì thật sự ra mình cũng là người chăm sóc chính cho gia đình, nhưng mà sau những cái giờ làm việc tại phim trường thì mình về nhà thì mình ít có la cà. Mình về nhà thì mình lo cái bổn phận của mình là một người vợ, một người mẹ. Còn tới phim trường thì mình cũng lo tròn cái nhiệm vụ của mình rất là chăm chú và rất là tập trung khi mà nghe đạo diễn nói về những cái vai của mình á. Dạ. Dạ, cảm ơn cô Anh Đào đã đến đây ngày hôm nay. Bây giờ xin mời cô nghỉ ngơi để chờ lúc nào chú ra cô nha. Rồi, cảm ơn các. Dạ, mời cô Anh Đào. Cảm ơn cô ạ. Như vậy vòng 1 đã khép lại. Ấn tượng đầu tiên đã giúp cho hai người chơi chúng tôi, Tico và Cody, mất đi 10 triệu đồng. Không sao, họ vỗ tay nhưng mà đau nhẹ ở trong tim. Đau lắm chứ anh, 10 dạ. triệu đâu mà anh. Nhưng mà hãy vững tin vào sự tư vấn của ban bình luận. Dạ. Các bạn thấy không? Giác quan của người phụ nữ xinh đẹp chúng tôi, chị Việt Trinh, à không, chị Lê Lộc. Chính xác chưa? Số 4, cô Anh Đào là diễn viên. Và bây giờ hãy sẵn sàng với vòng thứ hai được mang tên Cảm Quan. Đây là một vòng để cho chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn nữa với sự lựa chọn các bạn 1, 2, 3, 4. Các bạn cảm nhận xem cái ô nào nhiều tiền. Em nghĩ là số 1. Anh cũng nghĩ vậy, tại vì nãy mình chọn cuối thì mình chọn đầu đi. Như vậy các bạn quyết định chọn số 1. Dạ. Xin mời số 1. Và bây giờ sẽ là từ khóa liên quan đến những nhân vật bí ẩn còn lại. Xin mời. Hả? Bong bóng xà phòng. Bong bóng xà phòng có thể là giống như là biểu diễn. Biểu diễn đó, tấm bồn. Lấy cái giọng bong bóng qua quơ lại. Bong bóng xà phòng. Mà bây giờ đó, còn 5 anh trai thôi. Bây giờ giữa 5 người này thì em nghĩ là bong bóng xà phòng này không phải là chú số 3 rồi đó. Không phải. Chắc chắn chú số 3. Tại vì em nhớ cái việc mà diễn cái đó đó là có cầm một cái dòng cao này nọ. Với chú lớn tuổi vậy em nghĩ là chú sẽ không hợp. Cúi cái... xuống sẽ bị đau sống lưng. Em nghĩ là chú sẽ không có phù hợp với cái nghề này. Còn 4 người còn lại thì em nghĩ anh số 5 thì cũng không phải đâu. Ủa vậy hả? Ừ, em nghĩ anh số 5. Anh cố ý, anh ngầu gì đó. Anh ngầu như vậy nhưng mà em tự nhiên bây giờ em nghĩ là anh sẽ liên quan gì cái việc làm đẹp như make up hay cái gì đó. Vậy hả? À, mà cái môn này nè. Đúng rồi. Nói nè, nó như là kiểu cũng là họ cũng là một nghệ sĩ thì cái mặt của họ phải cảm tình chứ. Lúc nào họ sẽ cười kiểu phải biểu diễn mà. Cơ mặt lắm. Không cảm tình, tôi vẫn cảm tình với số 1, số 2. Nhìn hai ảnh hiền hơn. 1, 2, 6 là ba người trong cái dòng tình nghi. Anh số 5 với lại chú số 3 thì chắc chắn là không phải rồi. 50, 50 với anh số 1, số 2. Mình ngồi mình tính quá trời luôn một hơi đó, em chàng trai đó ra. Em số 2 đó. Số 2 hả? Tại sao em đoán số 2? Tại vì em nhìn sơ lược qua hết 5 chàng trai ở trên đây thì em thấy cái ánh nhìn của anh số 2 là có vẻ là đặt vào cái từ bong bóng xà phòng nó hợp lý hơn. Số 2 hả? Anh tính nghĩ số mấy? 1 hoặc 5, nhưng mà số 5 cao hơn nha. Anh thì nghĩ là anh số 2. Em cũng nghĩ là số 2. Bây giờ mình xài quyền ưu tiên đi. Một là ngôi sao may mắn để nhân số đôi số điểm nếu như các bạn tự tin. Hai là mình hỏi đi, hỏi nhanh đáp nhanh một trong hai chàng trai mà mình đang nghi vấn nhất. Anh cảm thấy hơi tự tin vô số 2 à? Ừ. Bây giờ em cảm thấy là cái mặt của anh rất là hoang mang khi mọi người đang suy nghĩ là kiểu là chết rồi, chọn trúng rồi, anh đang rất là căng thẳng. Anh nghĩ bây giờ nếu mà anh với em đã nghĩ số 2 rồi, mình chơi cái trò là đặt ngôi sao may mắn luôn. Trời ơi trời. Trời đất ơi. Em không tự tin lắm nhưng mà em chỉ có linh cảm với ông này thôi. Chốt đại số 2 mà khỏi ha, ngôi sao khỏi ha, tại mình không chắc. Ok, cũng được. Trời ơi, mình có đặc quyền mà, tại sao mình không xài? Ủa, dòng sao mình xài được hai quyền không anh nhỉ? Được. Sao được? Tại sao không chia ra mà phải dồn vô như vậy? Lỡ như cái câu hỏi tiếp theo nữa nó khó hơn thì sao? Anh chị có hỏi giùm tụi em được không? Phụ tụi em được không? Em đặt đi, chị hỏi cho. Ok, em đặt luôn. Hỏi rồi. Hỏi số mấy? Cố vấn mà gặp người chơi nó cố chấp. Hỏi ai? Hỏi người ít manh mối nhất, ít tự tin nhất. Hỏi số 1 đi ha. Hỏi đi. Hỏi số 1 đúng không ạ? Dạ. Xin mời 60 giây đặt câu hỏi dành cho nhân vật số 1 bắt đầu. Năm nay em bao nhiêu tuổi? 28 ạ. Anh đang ở đâu ạ? Mình đang ở Hồ Chí Minh ạ. Quận mấy? Quận 2 ạ. Nhà mình có mấy người? Nhà mình có 4 người ạ. Mình đang làm việc ở đâu? Mình đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Một tuần mình đi làm mấy ngày? Tùy chương trình ạ. Lương tháng trung bình khoảng nhiêu tiền? Ký hợp đồng ạ. Ký hợp đồng. Tùy theo hợp đồng. Số nhiêu? Một tháng tầm mấy cái hợp đồng ạ? Mình không có đi show ạ. Không đi show. Tiếp xúc với nít nhiều mà không? Ký hợp đồng. Tiếp xúc với nít nhiều không anh? Dạ không ạ. Không liên quan đến con nít. Vậy là không phải hả? Hỏi đi. Anh có thích nít không? Rất thích ạ. Rất thích. Hết giờ luôn. Rất nhiều thông tin đã được đưa ra. Hình như cái trò bong bóng đó là con nít coi nhiều lắm đúng không ạ? Chính xác. Tại sao anh này lại nói là không tiếp xúc với con nít? Chỉ có số 2 thôi. Ừ. Rất lấn cấn, dù hợp đồng của ảnh thì đúng có vẻ hơi trùng khớp. Nhưng mà nói đến trẻ em cái đúng rồi là không dính. Chốt đi. Chốt anh đi. Luôn mình chốt số 2. Như vậy là Cody và Tico đã quyết định chọn nhân vật số 2 sẽ là người
chơi bong bóng xà phòng. Và bây giờ hãy tiết lộ kết quả, anh chàng số 2 có phải là một người nghệ sĩ chơi bong bóng xà phòng hay không? Xin mời. Nhưng mà mình không biết nhiêu tiền mà, không biết nhiêu tiền mà lỡ triệu sao? Nhưng mà lỡ 25 triệu luôn sao? Anh cần tiền để tập gym lắm. Anh cần tiền mới PT với lại... Bình tĩnh ngồi xuống, bình tĩnh ngồi xuống. Đầu tiên là chúc mừng các bạn đã lựa chọn đúng nhân vật số 2 là người biểu diễn bong bóng xà phòng. Nhưng mà không chịu lắng nghe lời tư vấn của bạn bình luận ha. Sau số 1 sẽ là bao nhiêu tiền? Xin mời. Cãi anh rồi. Không sao, cái chơi vui tiền bạc là vật ngoài thân, tới vòng cuối nó còn trừ nửa tiền nữa. Ủa sao? Lỡ như vòng sao? Vòng sao mình được 15 triệu mình nhân đôi lên là 30 thì sao? Ha, cứ giữ niềm tin như vậy đi. Sao? Và bây giờ xin mời nghệ sĩ biểu diễn bong bóng xà phòng số 2 bước xuống sân khấu. Chào bạn. Bạn tên gì nào? Xin chào anh. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Hồng Hậu, có nghệ danh là Kevin Hậu. Là một chú hề diễn bong bóng xà phòng nghệ thuật khổng lồ. Kevin Hậu à. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh diễn nghệ thuật như vậy, anh có diễn và giống như là làm bong bóng, mình tạo hình bong bóng không anh ạ? Dạ, trước khi học bong bóng xà phòng thì mình đã làm chú hề bong bóng tạo hình. Tại vì em thấy là thường những người mà làm chú hề hay là liên quan tới bóng thì hay có làm tạo hình khéo bóng. Tay và dạ, quen đúng tay rồi, rất là khéo tay. Bạn theo đuổi được bao nhiêu lâu rồi ạ? Dạ, bong bóng xà phòng thì em diễn được 3 năm. 3 năm rồi đó. 3 năm rồi. Bạn tìm được những niềm vui như thế nào để giúp cho mình có những động lực để kéo dài tuổi đời và tuổi nghề của mình? Đó là trẻ em. Trẻ em là cái niềm vui của em. Nói chung là đã làm một chú hề thì trẻ em là cái niềm động lực của mình. Trẻ em thì nở một cái nụ cười ra thì mình nhìn rất là thích. Cái công việc của anh là thật sự là đòi hỏi một cái người có một cái sự yêu thương cho con trẻ con rất là cao. Đúng rồi. Tại vì phải thương con nít lắm mới làm được như vậy. Tại vì con nít nhiều khi mình chơi cùng nó rất là khó chịu á. Nhưng mà mình san sẻ được cái niềm yêu thương của mình cho nó được á, là mình dành cho nó rất là nhiều tình yêu thương đối với trẻ em. Và bạn có lời động viên nào dành cho một cặp đôi vừa mới đánh rớt 25 triệu? Trời ơi. Không ạ. Dạ không. Không có, dạ kệ, cái lỗi của anh ta mà đúng không anh? Anh này. Thôi bây giờ mình đền bù bằng một tiết mục được không ạ? Dạ được. Dạ, xin mời bạn Kevin. Đẹp quá, thổi là không thổi, chưa kịp thổi.